Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của shop mỹ phẩm Trọng Thủy nha. Hôm nay shop mỹ phẩm Trọng Thủy mình xin giới thiệu đến các bạn dòng sản phẩm có tác dụng kích thích dày mi, nuôi dưỡng làn mi và làm cho làn mi mình luôn dày mượt. Phía trước các bạn đó là sản phẩm có tác dụng kích thích mọc mi và có tác dụng nuôi dưỡng làn mi, có hiệu là Lumigan. Sản phẩm này có cái dung tích là 3ml nè các bạn. Sản phẩm có tác dụng rất là tốt cho những bạn mà có làn mi mà không được dày như muốn có một cái làn mi được dày và đều đặn hơn, hoặc các bạn nào mà có làn mi mà dễ bị gãy rụng thì hãy sử dụng sản phẩm này để mà có một cái làn mi thật là chắc khỏe. Ngoài ra thì sản phẩm cũng có cái công dụng là giúp cho các bạn có một bờ mi thật là mềm mại và thật là hấp dẫn. Sau đây mình sẽ khui cái hộp sản phẩm thuốc dài mi mọc mi cho các bạn xem nha. Mình sẽ khui nó nha. Lumigan nè, 30 lít. Đây là cái thông tin nè. Sau đây mình sẽ mở cái hộp sản phẩm cho các bạn xem nha. Đây, bên trong nó có một cái tờ giấy. Đây là cái sản phẩm bên trong. Đây là cái sản phẩm bên trong của cái lọ thuốc có tác dụng kích thích mọc mi và dày mi hiệu Lumigan nha các bạn. Đây, mình sẽ để đây cho các bạn xem. Sản phẩm được thiết kế với dạng là ống bơm như thế này. Khi mà các bạn sử dụng á, các bạn chỉ cần bơm như thế này nè, bóp nhẹ là cái hỗn hợp dung dịch như thế này, nó sẽ lên cái ống, các bạn sẽ bóp ngược ra cái cọ mà để khi mà thấm vào cái cọ thì mình sẽ dễ dàng mình quét lên cái bờ mi của các bạn. Ok, vừa rồi mình xin vừa giới thiệu với đến các bạn sản phẩm có tác dụng mọc dày mi, cái thích mọc mi rất là hiệu quả. Thì sản phẩm shop mình đang bán với giá là 250.000. Các bạn nào có nhu cầu mua sử dụng hãy liên hệ comment với mình nha. Số điện thoại của mình là 0914121144. Rồi bye bye các bạn nha. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ shop mỹ phẩm Trọng Thủy luôn nha.